Ban thư ký đã trình chương trình đại hội phiên chủ bị, phiên chính thức, các văn kiện, số bài tham luận trong đại hội. Chủ tịch nước đã thảo luận và thống nhất địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định vào mùng 3 và mùng 4 tháng 7 năm 2022. Tại cuộc họp, Ban thư ký cũng đã trình kế hoạch trang trí tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, thống nhất đại biểu chư tăng mặc pháp phục màu vàng đồng bộ, chư ni màu lam và tham dự đủ hai phiên chủ bị và chính thức. Sau cuộc họp, Chủ tịch nước Ban thường trực đã đi thực tế tại Trung tâm Hội nghị tỉnh để trao đổi và thống nhất với lãnh đạo trung tâm triển khai trang trí đúng tiến độ vì sự thành tựu viên mãn của đại hội.